Hòa Bình từ chìm đắm trong cơn sốt đất, bây giờ thì lại trở về quỹ đạo cũ. Năm 2022 thì đất ở xã Quế Hạ là từ 6 đến 9 triệu trên mét vuông, tăng vọt lên 15 triệu đồng. Một bước trở thành đất vàng, đất bạc, rồi lại nhanh chóng rớt nửa giá sau cơn sốt đất chóng vánh. Tuy nhiên, thời lại một lần nữa đến với bất động sản Hòa Bình. Khi theo thông tin mới nhất đây, riêng tại huyện Kim Bôi, khi mà có thông tin Sun Group làm dự án nghỉ dưỡng, lượng khách Hà Nội đã tăng mạnh. Chỉ trong vòng tháng 5 và tháng 6 năm 2023 thì trung bình mỗi ngày huyện này tiếp nhận khoảng 750 bộ hồ sơ. Sự khác biệt của những nhà đầu tư lần này đó là chỉ tập trung vào đất từ 1 đến 3 tỷ đồng để hạn chế rủi ro, tập trung vào các sản phẩm có giá trị thực, có thể xây khu nghỉ dưỡng, nhà vườn, làm trang trại, vân vân, chứ không mua rồi lại bán lại luôn như là trước. Lý giải cho việc hot trở lại của bất động sản Hòa Bình, chuyên gia thì cho rằng đất ở tại địa phương này đã từng tăng nhưng mà chưa chạm đỉnh. Đồng thời, thị trường bất động sản hiện tại cũng đang thiếu hụt những nguồn cung chất lượng tương tự. Tỉnh thì có quá nhiều tiềm năng tăng trưởng như là cảnh quan thiên nhiên thì ấn tượng, hồ Hòa Bình, sông Đà, núi Viên Nam, hệ thống hang động thì phong phú. Tích cực quy hoạch hạ tầng các tuyến đường then chốt, đường liên kết vùng Hòa Bình Hà Nội, tuyến cao tốc Hà Nội Mộc Châu hay đường Hồ Chí Minh vành đai 5 Hà Nội vân vân, cực thuận lợi cho việc phát triển du lịch và nghỉ dưỡng. Theo thống kê mới nhất thì Hòa Bình là một trong 4 tỉnh có lượng giao dịch bất động sản tăng mạnh nhất khu vực miền Bắc, đồng thời được dự báo sẽ tăng trưởng trong năm 2024 bởi còn nhiều tiềm năng để thu hút nhà đầu tư ở các tỉnh thành trong cả nước. Hiện nay thị trường bất động sản Hòa Bình đang thu hút nhiều doanh nghiệp tới đầu tư như là Vingroup, Sun Group, TNT, Greensinco, Phú Mỹ Hưng vân vân.